Bây giờ bà con mình cùng tôi đi vào Hải Phận Bình Tuy, Chủ nhật 6 tháng 8 1967, 12 giờ. Đời Thủy Thủ Hai, tác giả Vũ Thất, chương thứ 14. Đúng 11:30, chúng tôi rời đài chỉ huy chuẩn bị giữ cơm trưa. Hạm trưởng vào phòng riêng của ông, tôi và tên Mỹ xuống thêm một bậc thang để về phòng của mình. Bước vào phòng ăn thì gặp Võ Bằng và Thiếu Quý Văn đang ăn sớm để nhận viên. Tôi chưa kịp chào xã giao thì Võ Bằng đã lên tiếng. "Ý tìm khắp tàu tưởng cô bị rớt xuống biển rồi." Giọng Võ Bằng điểm chút hờn giận. Tôi cười đùa. "Chắc đại quý mong tôi rớt lắm." Võ Bằng trừng mắt rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Tôi tiếp tục trêu chọc. "Im lặng đồng nghĩa với cho chết luôn." "À, phải, cho cô chết luôn." Võ Bằng quát mắt. Nghe giọng nói lạnh lùng, tôi lặng người. Không lẽ chỉ vì giận mà Võ Bằng tàn nhẫn đến thế? Vẫn giọng lạnh lùng, anh chàng tiếp. "Bởi vì à, tôi sẽ nhảy xuống chết theo cô." Thiếu Quý Văn cười tán thưởng, tôi cũng cười mà lòng xao xuyến. Dù biết anh chàng hay nói xa gần nhưng vẫn xúc động. Tôi đang còn nghĩ xem phải đáp trả thế nào thì tên Mỹ bước vào. Hắn chào Võ Bằng. "Chào buổi sáng, Exo, anh mạnh khỏe." Võ Bằng quay nhìn. Tôi cười. "Hay, khỏe. Cảm ơn Rick. Anh thì sao?" "Không có gì than phiền." Thủ tục nhàm chán nhưng không thể thiếu. Hỏi han nhau, mang thân tình cho nhau. Tên Mỹ kéo ghế ngồi, Bằng kéo ghế cho tôi. Tôi vẫn đứng hỏi. "Exo là gì vậy, đại quý?" Võ Bằng đang nhai nên tên Mỹ trả lời. "Exo là Executive Officer, là hạm phó. Như tôi gọi hạm trưởng là Cap, tức Captain." Võ Bằng hỏi tôi. "Cô có xem phim Moby Dick?" "Có." "Các thủy thủ gọi thuyền trưởng là gì?" "Không để ý." "Là Skip." "Vì sao gọi Skip?" "Ê, tôi thấy mình thật dại, khuyên cô luôn luôn hỏi vì sao để chính mình bị hai lần bí." Tên Mỹ lại lên tiếng. "Skip là gọi tắt của Skipper, nguồn gốc tiếng của Hà Lan, Shipper." Tôi thấy vui vui khi nghĩ nếu mình có dịp quá giang thêm vài chuyến, chắc còn biết thêm nhiều tiếng lạ, thêm nhiều điều hiểu biết chuyện trên trời dưới biển. Đi một ngày đàng, học một sàng không là đây. Tôi nói thanh kiều với tên Mỹ rồi hỏi Võ Bằng. Ăn cơm xong tôi lên đài chỉ huy được không? Tôi chờ cô từng phút lại từng giây. Tôi ngượng nghịu nói. Đại quý cứ nói giỡn hoài, Thiếu Quý Văn cười chết. Kỳ tới có cô nào quá giang tôi sẽ bắt chước hạm phó, master của tôi đó. Tôi trừng mắt với Văn, thầy trò bên nhau thì chịu thua thôi. Tôi cáo lỗi trút về buồng, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Tôi nâng cổ tay xem đồng hồ, 11:45. Tôi có 10 phút chỉnh đốn cá nhân. Tôi tự hỏi khi tàu về bến sinh hoạt không biết ra sao, chứ 2 ngày qua thì giờ chặt chẽ quá. Đến ở phòng vệ sinh cũng phải canh giờ. Khi còn 5 phút đúng ngọ, tôi trở ra ngồi vào chỗ chờ hạm trưởng. Đây là bữa ăn thứ ba của tôi do hạm trưởng chủ tọa, hạm phó Thiếu Quý Văn đã trời bằng và Trung Quý Bạch, Thiếu Quý Ấn xuống phiên ngồi ở ghế chỉ định. Tôi để ý thấy bàn ăn luôn luôn có 7 người, 2 người vắng mặt là 2 sĩ quan đơn phiên. Tôi cũng thấy có người luôn luôn có mặt là tên Đại Quý Mỹ và Trung Quý Lê Giáp Thân, người thỉnh thoảng hạm trưởng hỏi về tình trạng máy móc. Vẫn thủ tục như 2 bữa ăn trước. Thiếu Quý Văn hô nghiêm khi hạm trưởng xuất hiện ở cửa vào. Ông tiến đến ghế đầu bàn, nhìn quanh một lượt rồi nói mời ngồi. Và cũng như lần trước, sau khi thả người lên ghế, ông dành câu nói đầu tiên cho tôi. Rất vui thấy cô hiện diện sau 2 ngày thiếu ngủ. Ông nhìn Thiếu Quý Văn ngồi đối diện cuối bàn. Đây là bữa ăn chót của cô Phượng. Sĩ quan ẩm thực đãi cô Phượng những món gì đây? Thưa hạm trưởng, thưa quý vị, thực đơn gồm cơm trắng, rau muống xào tỏi, thịt kho hột vịt, canh bí đao, tráng miệng bánh lu. Xin thưa trước, các món ăn không được hòa hợp vì lý do kho cạn. Ây chà, toàn miếng ngon miền Tây, rất tươi nhị. Thiếu Quý Văn, nhớ chuyển lời tôi khen hỏa đầu quân, món thịt kho hột vịt cũng là món ruột của nhà tôi. Nào, mời cầm đũa. Tên Mỹ nhấc đôi đũa và dùng tay khi sửa đổi vị trí thích ứng, rồi gấp miếng thịt kho, mở nhiều hơn nạc. Hắn cẩn thận đưa chén cơm đến tận mép dĩa thịt kho. Nét mặt bình thản của người chấp nhận hội nhập. Tôi chan canh bí đao. Tôi thích ăn cơm với nước canh bí đao. Tôi múc từng muỗng đưa lên miệng thay vì và
Tên Mỹ nói với tôi, hey, good idea. Trồn bắt trước. Hắn ăn với vẻ hài lòng và thỉnh thoảng nhìn qua tôi như muốn học cách ăn từ tôi. Cô à sẽ về thăm ba mẹ trước khi nhập học chứ? Hạm trưởng hỏi. Dạ. Tôi sẽ kể chuyện với nhà tôi về gia thế của cô. Nếu bà ấy muốn nhìn bà con, chúng tôi sẽ nhờ cô đưa xuống Vĩnh Long thăm viếng ba mẹ cô. Tôi thầm kêu trời, nhưng buộc phải nói xuôi theo. Ba mẹ Phượng sẽ rất vui mừng tiếp đón. Tôi môi ốc nhớ địa chỉ của tiệm tạp hóa nào đó, lỡ ông hỏi tới. Nhưng ông không hỏi. Có thể ông nghĩ đã có địa chỉ nhà tôi trong giấy có gian hoặc cho rằng hạm phó và tôi sẽ còn tiếp tục gặp gỡ. Nhưng nếu bom nổ, ông chết, mọi sự êm xuôi. Chỉ có điều đang đi ngoài dự tính, tôi cảm thấy chùng tay. Qua hai ngày, hai đêm trên chiến hạm, cảm tưởng của cô ra sao? Hạm trưởng ân cần hỏi. Chưa bao giờ trong đời vẫn được sống qua những giờ phút tuyệt vời như hai ngày qua. Tôi vui vẻ đáp. Từ góc nhìn di động xa khơi, vẫn được ngắm thỏa thê, núi tiếp núi trùng điệp, biển tiếp biển bao la, và được chiêm ngưỡng những cảnh tượng độc đáo chưa từng được thấy ở thành phố. Tôi lướt mắt qua từng người quanh bàn tiếp lời. Thêm vào đó, những sinh hoạt tâm tình với thủy thủ đoàn khiến Phượng đâm ra mê đời thủy thủ, rất mong một chuyến đi khác. Hạm trưởng gật gù tỏ vẻ hài lòng, rồi ông gấp thức ăn nhai ngon lành. Một lúc ông buông đũa hỏi, chỉ có thế thôi sao? Tôi không hiểu ý ông là gì, đành nêu chung chung. Nếu không có chuyến quá gian này, có lẽ cả đời Phượng vẫn ngu ngơ về trời, sao, mây nước. Cũng như mù tịch về hoạt động gian nan của hải quân. Xin thú thật, sau khi trời chiến hạm, quan điểm sống của Phượng chắc sẽ hoàn toàn thay đổi. À, một thí dụ. Trương Quý Bạch ngồi cạnh tôi hỏi. Tôi nghiêng mặt nhìn anh. Đó là ám chỉ làm sao cho thí dụ được. Tôi trầm ngâm. Thí dụ như thấy các anh mặc quân phục trắng dạo phố. Tôi nghĩ binh chủng hải quân quá nhàn tản. Nhiều tiếng cười nổi lên. Tên Mỹ cũng tỏ vẻ thích thú. Hạm trưởng lên tiếng. Nhân sự việc trắng đen hai mặt, khó phân biệt đúng sai. Tôi nhớ đến lối tuyên truyền bịp bợm của bọn Việt Cộng vào dịp tổng tuyển cử bầu tổng thống ngày 3 tháng 9 sắp tới. Họ tuyên truyền rằng chính quyền tổ chức bầu cử cho có hình thức chứ ai làm tổng thống thì đã chọn sẵn rồi. Hãy khách quan nhìn sự việc. Cuộc bầu cử diễn ra công khai trước thế giới và báo chí quốc tế. Không cách gì bịp bợm được. Chúng ta có hiến pháp, chúng ta có luật bầu cử. Chúng ta có đến 11 liên danh ứng cử gồm đủ mọi thành phần, kể cả thành phần thiên cộng. Tôi khuyên các sĩ quan nên đi bầu và các trưởng ban nên khuyến khích nhân viên của mình đi bầu. Hãy cẩn thận chọn lựa người thật sự vì dân vì nước. Hạm trưởng nhìn tôi. Cô Phượng à, đã định bầu cho ai chưa? Thú thật, Phượng không rõ ai là ai. Ông gác đũa, tựa ngửa vào, lưng ghế, ngạc nhiên. Chỉ còn 3 tuần nữa là đi bầu mà không rõ ai là ai. Thưa thiếu tá, vì Phượng không thích chính trị. Ông chồm tới đăm đăm nhìn tôi. Đây là sự kiện quan trọng của đất nước. Thích hay không cũng phải tham gia. Chẳng lẽ cô không định đi bầu? Phượng đi chứ. Thấy ông giận, tôi nói dối. Không biết ai ứng cử thì bầu cho ai. Đúng là cô bị tụi sinh viên nằm vùng tuyên truyền đừng đi bầu rồi. Dù ông đoán đúng, nhưng tôi vẫn thấy tức bực. Ông có quyền gì mà hạ sách? Tôi nén giận, giọng mềm mỏng. Không ai xúi, Phượng đã nói Phượng sẽ đi bầu, vẫn còn nhiều thì giờ mà. Hạm trưởng xuống giọng. Cô Phượng nên đi bầu, lá phiếu của cô hình thành tương lai của cô. Theo thiếu tá Phượng nên chọn liên danh nào? Tôi không chọn giùm cô, chính cô, cũng như các sĩ quan của tôi. Mỗi người tự chọn lấy, tự trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Ông nhìn các sĩ quan rồi lại cầm đũa. Tôi vừa nhai vừa nghĩ tới Hân. Anh vừa nhắc nhở đừng đi bầu và khuyên tôi tích cực xúi giục bạn bè nằm nhà. Tôi không tính đi bầu, nhưng cũng chưa xúi giục ai. Hạm trưởng có lý. Tại sao không đích thân đi bầu để chọn người lãnh đạo mình tin tưởng, có cả liên danh thiên cộng kia mà? Thưa thiếu tá, Phượng xin lặp lại là sẽ đi bầu. Hạm trưởng gật đầu hài lòng. Ông sửa thế ngồi, hai bàn tay đặt tựa mép bàn, người thẳng đứng. Đó là thế ngồi chung của mọi người khi không cầm chén và đũa. Hạm trưởng nhai từ tốn, không hở đôi môi. Có lúc đôi môi đó mím lại thành một nụ cười mỉa mai, như nụ cười của Red dành cho cô vợ ngộ ngáo Scarlett trong Cuốn Theo Chiều Gió. Tôi đã ghét nụ cười đó trong phim và nay tôi ghét nụ cười của ông. Có lẽ thấy bầu không khí trầm lắng, Trung Quý thân đùa cợt.
Chào cô Phượng, nếu cô ngại đi bầu, tôi sẽ xin phép người ấy đến nhà rủ cô đi. Người ấy là ai vậy? Tôi bật cười. Người ấy là người không có mặt ở đây. Không phải người ấy. Vậy người ấy là ai? Trung quý thân dai dẳng. Là người ấy. Tôi cộc lốc. Là Mi chăng? Tên Mỹ chăng vô. Mi có vợ rồi, nhất định không phải Mi. Tôi xua tay. Cả bàn cười rộ. Tiêu Quý Tiến góp lời. Không bao lâu nữa cô Phượng sẽ rời tàu, chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ cô, vì cô là người quá giang đầu tiên mà lại vô cùng đẹp. Còn với cô, tôi đồ rằng, sau khi cô qua về bên người ấy, cô quên hết chúng tôi. Không bao giờ, tôi phản đối. Chiến hạm này đưa Phượng ra khơi lần đầu, lại cho Phượng bao nhiêu kỷ niệm tuyệt đẹp thì Phượng đương nhiên, coi hơn cả người ấy. Vậy có nghĩa là cô xác nhận đã có người ấy. Trung Quý Can lên tiếng. Có đó, rồi sao? Tôi vui vẻ thách thức. Ê, rồi thôi, thôi rồi. Trung Quý Căn ẩm ờ. Thiếu Quý Ấn lại ngâm nga, nhại Nguyễn Bính. Gái lớn lên, ai chẳng có bồ, căn gì mà khóc với kêu ca. Tôi thích chí cười to. Ai đã thấy lý do họ đi biển lâu ngày mà không buồn chán. Ở đâu, bất cứ lúc nào họ cũng vui vẻ, cười đùa. Tại sao tôi không đi chuyến nữa và không mang theo quả bom? Chắc chắn là vui đùa, mặc sức. Hạm trưởng lên tiếng. Như tôi nói, đây là bữa cơm chót của cô trên tàu này, sẵn gần đông đủ sĩ quan. Cô có gì không hài lòng hay có gì thắc mắc, cứ nêu lên chúng ta cùng giải tỏa. Thưa hạm trưởng, tôi cảm động nói, cho tới giờ phút này vẫn không có gì gọi là không hài lòng. Xin đa tạ sự đối đãi niềm nở của quý vị. Còn về thắc mắc, chắc phải cần ra khơi vài chuyến nữa, may ra mới hết thắc mắc. Thử nêu một xem, hạm trưởng nói. Tôi nghĩ đến câu đã hỏi và Võ Bằng không trả lời được. Nếu đem ra hỏi hạm trưởng, liệu có chạm tự ái Võ Bằng? Rồi lỡ hạm trưởng cũng không biết, liệu có làm ông mất mặt? Hạm phó thì đang ở đài chỉ huy, còn hạm trưởng thì chắc gì ông bí. Trường hợp ông trả lời suôn sẻ thì được hiểu biết thêm. Lợi bất cập hại, tôi mạnh dạn. Điều Phượng thắc mắc là vì sao về đêm bầu trời lại màu đen? Ê, câu trả lời dễ nhất, vì ban đêm trời tối đen. Hạm trưởng nói ngay, thầy trò trả lời giống nhau quá, tôi bật cười. Thưa thiếu tá, Phượng nghĩ là câu trả lời đó thiếu tính khoa học, là vì theo sách vở, ánh sáng mặt trời cực mạnh, nó đủ sức chiếu sáng cả bầu trời, quả đất chỉ là một điểm nhỏ, không chặn được hết ánh sáng. Thí dụ như mình chiếu đèn pha trong phòng tối, một trái cam không thể che tối cả căn phòng. Tôi nói đùa thôi, cô Phượng đúng, ban đêm ta thấy bầu trời màu đen không phải vì đêm tối. Để làm sáng tỏ tôi cần dông dài một chút. Trước hết phải hiểu một số danh từ chuyên môn như bầu trời là gì, không gian vũ trụ là gì. Bầu trời là bầu khí quyển bao bọc quanh một thiên thể. Thiên thể là các ngôi sao như hành tinh, định tinh, sao chổi, vân vân. Không gian là khoảng trống giữa các thiên thể, vô số thiên thể hợp thành thiên hà. Vũ trụ là không gian vô tận chứa các thiên hà. Có 200 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà cách nhau 2 triệu năm ánh sáng. Cô Phượng thử hình dung độ rộng của vũ trụ. Phượng hình dung thế này, lấy 2 triệu năm ánh sáng nhân cho 200 tỷ thiên hà. Vũ trụ thì quá sức lớn, không gian lại chỉ là chân không nên không có hiện tượng tản xạ. Nói cách khác, vũ trụ luôn luôn đen tối. Bây giờ trở lại quả đất. Quả đất nằm trong Thái Dương hệ, là một nhóm gồm 9 hành tinh thuộc dải ngân hà. Mặt trời là ngôi sao trung tâm. Bởi vì chỉ một mình mặt trời tự sinh bức xạ và phát ánh sáng. Ánh sáng có màu trắng, tổng hợp của 7 màu, quả đất nhận ánh sáng từ mặt trời. Chúng ta biết quả đất có bầu khí quyển, ngoài 100 cây số là không gian chân không. Bầu khí quyển chính yếu gồm phân tử nitơ, oxy, hơi nước. Khi ta thấy mặt trời, có nghĩa là ánh sáng mặt trời xuyên qua bầu khí quyển chiếu sáng trái đất. Tuy nhiên, 7 màu của nguồn sáng cũng bị tản xạ, lưu lại màu xanh trên bầu trời. Ngược lại, khi ta không thấy mặt trời, không có ánh sáng mặt trời xuyên qua khí quyển tới mắt chúng ta, chỉ thấy không gian là vũ trụ đen tối. Vì các ngôi sao quá xa, ánh sáng tới mắt ta quá yếu, chỉ đủ cho bầu khí quyển tản xạ lấp lánh. Đó là lý do vì sao bầu trời đen tối khi mặt trời lặn. Hy vọng cô hài lòng. Tôi nghiêng mặt nhìn các sĩ quan, ai nấy đều tỏ ra hớn hở với lời dẫn giải của hạm trưởng. Dù hiểu đại khái, tôi cũng hăng hái nói. Thưa thiếu tá, phần đã rõ, xin cảm ơn nhiều. Cả bàn tiếp tục ăn. Tôi vừa nhai vừa nghĩ thêm câu hỏi. 5 phút sau tôi nói, thưa thiếu tá, xin thêm một thắc mắc. Chuyện trên trời coi như tạm đủ biết, giờ xin thắc mắc về chính hạm trưởng.
Tôi nhìn xem ông phản ứng, nét mặt ông bình thản như nét mặt của Clark Gable khi ra lệnh đánh đấm tàu ngầm Bismarck. Ông hỏi, vậy chuyện gì? Những điều kiện nào cần có để được làm hạm trưởng? Ông không trả lời ngay mà cầm đũa tiếp tục bữa ăn. Tôi cũng cạn chén của mình. Mãi vài phút sau ông mới dẫn giải. Cô biết rồi, cần thỏa mãn ba chữ trên huy hiệu hạm trưởng, danh dự, tài đức, kỷ luật. Xin nói cụ thể hơn. Danh dự và kỷ luật thì cô quá biết, còn về tài đức thì đức phải thế nào? Cô giáo như cô càng rành rẽ. Chỉ còn lại tài, tài thì phải rèn luyện, học tập ở quân trường, chỉ là căn bản. Sau khi xuống tàu phải gian nan rèn luyện, bắt đầu từ chức vụ ít quan trọng, lần lượt lên chức hạm phó. Sau một thời gian phải được vị hạm trưởng đương thời đề bạt, rồi tùy thâm niên và tùy cấp bậc, phải qua các trường huấn luyện bổ túc, trường chỉ huy tham mưu, cao đẳng hải chiến, đại học quân sự. Mục đích là sĩ quan mang cấp bậc nào bắt buộc phải có kiến thức tương đương cấp bậc đó. Thí dụ như cấp tá như tôi phải học cao đẳng hải chiến để biết về chiến thuật chiến lược hải quân và nghệ thuật hải chiến. Về hải chiến có quyển nào được bày bán ở khai trí không thưa thiếu tá? Thầy có hai quyển viết về các trận hải chiến giữa Mỹ và Nhật là trận Trân Châu Cảng và trận Midway. Phương sẽ đọc. Sẵn nhắc tới Thế chiến 2, tôi giới thiệu cô một quyển truyện về Thế chiến 1 tôi vừa đọc xong, rất là hay. Đó là quyển The Crusade, xuất bản năm 1951, của tác giả người Anh, cựu hải quân thiếu tá Nicholas Montserrat. Nội dung mô tả hai hộ tống hạm, mỗi chiếc 150 nhân viên lớn hơn chiếc hộ tống hạm này, lần lượt trải qua các cơn bão táp dữ dội cũng như các trận hải chiến kinh hồn với các tàu ngầm U-boat của Đức. Truyện được quay thành phim năm 1953 và thành công lớn, rất tiếc là chưa được chiếu ở Việt Nam. 3 năm trước tình cờ bạn rủ nên Phượng có coi phim Đánh đám tàu Bismarck, từ đó Phượng đam mê coi các trận hải chiến. Năm sau, xem ngay từ ngày đầu chiếu, Ren Silent, Dream Deep. Coi xong lại đam mê hai tài tử Clark Gable và Burt Lancaster. Trời xui đất khiến xuống tàu này gặp nhị vị hạm trưởng hạm phó, giống hai tài tử đó quá. Nhà tôi cũng thấy như cô, bởi thế tôi thấy ông hải quân giống Burt Lancaster là người cô nên chọn. Hạm trưởng lại nở nụ cười, ngạo mạn như Clark Gable. Tôi chợt thấy ghét cả hai. Tôi hết muốn lên đài chỉ huy gặp võ bằng. Hạm trưởng lại hỏi, thắc mắc tiếp theo là gì? Tôi hết muốn nêu thắc mắc. Mà đời bằng cũng không xong, thôi thì hỏi thêm cho qua thì giờ. Thưa thiếu tá, tôi để ý thấy hạ sĩ quan và thủy thủ đeo phù hiệu nghề trên cánh tay. Đa số không giống nhau, vậy hải quân có tới mấy nghề lận? Ông vừa nhai miếng thịt vừa ngẫm nghĩ, một lúc ông nói. Trung Quý Bạch, hạm phó tương lai, trả lời câu này. Trung Quý Bạch giật mình, cúi mặt miệng lẩm bẩm một phút sau anh nói. Theo tôi biết có 15 nghề, từ chuyên môn gọi là chuyên nghiệp. Một chiến hạm tùy lớn nhỏ muốn hoạt động hữu hiệu phải có đủ nhân viên theo cấp số và phải gồm đủ 15 chuyên nghiệp như cơ khí, điện tử, vô tuyến, trọng pháo, vận chuyển, y tá, tiếp vụ, bí thư, vân vân. Bình thường họ làm việc theo chuyên nghiệp, nhưng khi có nhiệm sở tác chiến họ được chỉ định vào các ổ súng. Tôi cảm ơn Trung Quý Bạch rồi tiếp tục ăn. Một lúc thấy không ai nói gì, tôi lại nhìn hạm trưởng, đôi mắt ông tỏ dấu chờ câu hỏi. Tôi hy vọng câu này làm ông bí. Từ thiếu tá, còn sĩ quan thì sao? Không thấy người nào có phù hiệu chuyên nghiệp. Các sĩ quan, ngoài chuyên môn hàng hải, tức là khả năng chỉ huy một chiến hạm, đều phải học khai quát các chuyên nghiệp. Nói cách khác, các sĩ quan không đeo phù hiệu chuyên nghiệp vì không có chỗ để đeo. Hạm trưởng cười. Tuy nhiên, để hoạt động hữu hiệu, mỗi sĩ quan được chỉ định phụ trách một ban, gồm các nhân viên có chuyên nghiệp liên hệ. Như thiếu quý văn trong chức vụ trưởng ban ẩm thực sẽ giám sát các nhân viên các ngành liên hệ gồm kế toán, tiếp vụ, quản kho. Như thiếu quý Nguyễn Ấn trưởng ban truyền tin trông coi nhân viên vô tuyến, điện tử, tham suất. Như trung quý Lê Giáp Thân trưởng ban cơ khí trông coi nhân viên cơ khí, điện khí, vân vân. Ông dừng lại nhìn thiếu quý Vương Văn Tiến rồi nhìn tôi. Còn một sĩ quan cấp bậc nhỏ nhất mà lại trông coi toàn thể thủy thủ đoàn cả trăm người là thiếu quý Vương Văn Tiến. Chức vụ sĩ quan an ninh, thiếu quý Tiến cho biết nhiệm sở của sĩ quan an ninh là gì? Thưa hạm trưởng, nhiệm sở sĩ quan an ninh là theo dõi, điều tra và bắt giữ việc cộng trà trộn trên tàu. Tôi nghe mà lạnh người. Chương thứ 15. Hải phận Phước Tuy, Chủ nhật, 6 tháng 8,
1967, 14 giờ. Sau cơm trưa, tôi leo lên đến đài chỉ huy thì Võ Bằng nhận phiên hải hành đã 2 tiếng. Anh chàng đang đứng tựa thành đài hữu hạm. Thiếu Quý Ấn đang đứng bên cánh tả. Võ Bằng chỉ quay ngang nhìn tôi khi Thiếu Quý Ấn lên tiếng. Chào cô Phượng. Chào Thiếu Quý. Tôi chưa kịp vịnh vào trụ la bàn, nơi tên Mỹ thường đứng thì Võ Bằng nói như ra lệnh. Cô Phượng qua đây thoáng gió, đỡ nóng hơn. Tôi ghét giọng nói đó, nhưng ở vào thế không tuân lệnh không tiện. Nên tà tà bước qua đứng cạnh anh chàng. Trừng ghe đánh cá đã biến mất, trả lại mặt biển thẳm xanh lấp lánh tiếp giáp bờ cát vàng, trải dài cho đến hàng cây số. Các gợn sóng chảy sâu tận rừng cây dương, in trên nền xanh da trời. Bữa cơm ngon miệng chứ? Võ Bằng hỏi qua vai. Câu hỏi gợi tôi nhớ sĩ quan an ninh Thiếu Quý Tiến. Cảm giác lo ngại đeo đẳng tôi suốt phần còn lại của bữa cơm và tới lúc này. Tôi cố mỉm môi cười gượng. Nhà bếp đãi tôi các món ăn miền Nam tôi rất thích. Không lạ, các tay nhà bếp đều là dân miền Tây. Tôi còn được cho biết hải quân có đến 15 chuyên nghiệp. Ước gì tôi có thể nói thêm ngày nào nghe cũng hay trừ ngày an ninh. Võ Bằng như không nghe tôi nói, cất giọng buồn buồn. Tôi tiếc là không thể dự bữa cơm chót với cô, nhằm phiên trực thì đành vậy. Nhưng nếu cô đồng ý, tôi sẽ đền bù ở một nhà hàng nào đó do cô chọn. Tôi mới là người mang nợ chiến hạm chứ đại quý có nợ nần gì. Người mời phải là tôi, nhưng tôi đánh trống lảng. Mình đang ở đâu vậy, đại quý? Chúng ta vừa vào hải phận Phước Tuy. Võ Bằng ra chiều, nghỉ ngợi rồi tiếp. Về Sài Gòn, cô ghé thăm ông anh họ chứ? Sau một thoáng ngẩn ngơ, tôi mới nhận ra Võ Bằng ám chỉ ai. Tôi nói, dĩ nhiên, đâu thể được việc rồi mà không có lời cảm ơn. Cô sẵn lòng giải đáp cho tôi một thắc mắc. Võ Bằng đổi giọng rào đón làm tôi e ngại, nhưng đâu thể nói không. Tôi vờ sốt sắng. Nếu đó là câu hỏi chót thì càng sẵn lòng. Cô nói cô là em của Phan Kim Đính, rồi cô bảo hai người là con chú con bác. Thật sự ai con chú ai con bác? Tôi có phần ngạc nhiên với câu hỏi, Võ Bằng có ngầm ý gì chăng? Tôi cao giọng. Ai con chú ai con bác thì nhập nhồi gì chuyện quá gian, đại quý tò mò dữ vậy? Tôi hỏi cho rành rẽ vì nếu cô là con người bác thì dù tuổi nhỏ hơn, cô vẫn giữ vai chị, phải không? Dòng họ tôi theo lệ, ai nhỏ tuổi là em, bất kể con chú con bác. Nhưng dòng họ tôi theo lệ, ai con người bác thì dù nhỏ tuổi vẫn giữ vai vế lớn. Thì cũng đâu nhầm nhò gì. Tôi gắt. Võ Bằng chặn lời chiếu tia mắt trên mảnh vào tôi. Coi chứ, vì nếu Phan Kim đến là con người chú, tôi sẽ bảo nó từ nay ngưng ngay xưng hô mày tao, mà phải gọi tôi là anh. Câu đồ của Võ Bằng như theo làn gió trưa hè tạt vào mặt tôi nóng bừng. Tôi vừa ngượng nghịu vừa bực mình vì thua trí. Tôi cố tìm câu đáp trả, nhưng đầu óc trống không, đành hỏi bâng quơ. Bỏ qua chuyện tào lao đi đại quý. Làm ơn cho biết tàu đã qua khỏi Plan de Brito chưa? Cô mà cũng biết Plan de Brito. Võ Bằng trố mắt. Hạm trưởng nói, cái bãi cạn đó rất nguy hiểm cho tàu bè. Ông ấy cũng đề cập đến đảo Hòn Bà. Đề cập những gì về Hòn Bà? Ông bảo đó là nơi trốn sống an toàn hơn mũi né. Còn gì nữa? Ông ấy còn kể chuyện lầu ông Hoàng và Hằng Mặc Tử. Tàu muốn hỏi hạm trưởng còn nói thêm gì về Hòn Bà? Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời. Chỉ có thế. Hòn Bà mà hạm trưởng đề cập thì tàu vừa qua khỏi, chúng ta sắp đến Hòn Bà thứ hai. Hòn Bà thứ hai. Hai Hòn Bà gần nhau mà cùng tên, chuyện lạ. Có gì lạ, mỗi đảo thờ một nữ thần mà. Đảo ngoài khơi Hàm Tân, có ngôi đầm thờ nữ thần Thiên Iana, thánh mẫu của người Chàm. Dân chài thường đến cúng vái để bắt được nhiều cá. Còn đảo cạnh mũi Nghinh Phong Vũng Tàu, có ngôi miếu thờ Thủy Long thần nữ. Người gọi là bà Thủy. Bà là vị thần cai quản vùng sông nước, hậu trì ngư dân được biển lặng sóng êm. Ngoài đền bà miếu vừa kể còn có dinh bà ở Dương Đông Phú Quốc thờ Thủy Long Thánh Mẫu. Dân ở đảo rất tôn kính bà, coi bà là hóa thân của bà Thủy. Hậu trì dân được ấm no và ngư dân được nhiều cá tôm. Tiếng Thiếu Quý Ấn vang lên độc ngột. Thờ hạm phó có thương thuyền ngay trước một chiến hạm. Võ Bằng ngước nhìn rồi nói. Thiếu Quý dự tính phản ứng thế nào? Từ hạm phó, nó là tàu lớn nên có ưu tiên. Vậy thì làm sao? Tôi, mình phải nhường đường, lấy chiến hạm qua bên phải. Đông sách dở cho lệnh thi hành.
Thi Quy Ấn ban các lệnh vận chuyển, mũi tàu tạt dần qua phải. Một lúc anh cho lái lại hướng cũ. Bây giờ chiếc thương thuyền ngược chiều về bên mạn tả. Võ Bằng quay qua tôi vừa cười vừa nói. Chuyện chúng mình đến đâu rồi? Anh chàng ăn nói láo cá làm tôi bực bội mà đành chịu. Tôi cau có. Đến đâu tính sao? Ngay bây giờ cho tôi có nhận xét. Thì ra lái tàu cũng dễ như lái xe. Xe nhỏ nhường xe lớn, luôn luôn giữ bên phải. Học có dễ đâu. Nếu vậy thì chúng tôi đâu phải học đến 2 năm. So với lái xe, cô chỉ cần học vài tuần là được bằng lái. Thử so sánh, lái xe thì được làm sẵn, đường ai nấy đi. Lái nối đuôi nhau hoặc cùng chiều hoặc ngược chiều. Lái tàu thì hải trình thanh thang, tự do ngang dọc, lại bị sóng gió dòng nước đưa đẩy. Vì vậy luật hải hành trắc rối hơn nhiều, phải nắm vững loại tàu nào ưu tiên hơn loại nào. Tàu đang trên gió hay dưới gió, đang xuôi dòng hay ngược dòng. Ai tránh trước tránh sau, muốn vượt qua mặt thì coi hiểu trao đổi thế nào. Đó là về ban ngày, ban đêm càng rắc rối, cỡ tàu lớn nhỏ đi cùng chiều hay ngược chiều, đang neo hay đang chạy. Tùy thuộc vào đèn treo và màu ánh đèn. May là bữa nay mình qua Vũng Tàu vào ban ngày chứ vào ban đêm, vốn đã vậy trễ sẽ còn trễ hơn. Luật buộc phải tập trung để nhận hay trả hoa tiêu cho các thương thuyền đi hoặc về Nam Văn và Sài Gòn. Khi đông quá họ neo tùm lum nên chiến hạm phải giảm tốc độ. Sợ chiến hạm phải neo đợi không biết đến bao giờ, tôi hỏi, tàu chiến chắc không cần hoa tiêu. Không, dạ có, không cho chiến hạm bản địa và có cho chiến hạm ngoại quốc. Tuy nhiên, hoa tiêu cho chiến hạm ngoại quốc không cần phải là hoa tiêu chuyên nghiệp, mà chỉ cần là hạm trưởng bản địa phương đương nhiệm. Ông hạm trưởng của chiến hạm này đã bị tạp dịch hoa tiêu 2 lần trong kỳ nghỉ bến lần trước. Quá trôi rắm, tôi thở dài, lắc đầu. Xin trở lại với bà Thủy, bà là ai thì biết rồi. Thủy Long thần nữ, nhưng sự tích tràn sao? Theo thuyết ngũ hành, vạn vật gồm có các yếu tố kim mộc thủy hỏa thổ. Các yếu tố này tương sinh tương khắc để vạn vật tồn tại và phát triển. Cổ nhân thần tượng hóa các yếu tố này như một thần nữ cai quản từng lĩnh vực. Kim khí, kim tinh thần nữ, nuôi rừng, bà chúa thượng ngàn, sông biển, bà thủy, củi lửa, bà hỏa, đất đai, thổ thần. Dân gian gọi chung năm bà là ngũ hành nương nương. Rất nhiều miếu thờ ngũ hành nương nương ở các tỉnh miền Nam, đặc biệt ở các tỉnh duyên hải sông ngòi và các nơi hay có hỏa hoạn. Các đền thờ, miếu thờ thì giống nhau, nhưng nơi nào thuận tiện đi lại thì đông người, ngược lại thì vắng vẻ. Thí dụ như đảo Hòn Bà ở Hàm Tân, vì cách xa bờ nên ít người đến cúng kiến. Còn Vũng Tàu thì dính vào đất liền bằng một bãi cạn, khi thủy triều xuống có thể đi bộ ra đảo, nên đông nùm nụp. Nhắc đến thủy triều, tôi là dân lạc nên thấy rõ thủy triều rất ảnh hưởng đến đời sống dân quê. Đối với chiến hạm nó có ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng quá đi chứ, rõ ràng ảnh hưởng lớn nhất là mối đe dọa tàu bè bị mắc cạn, bị đá ngầm. Tuy nhiên thủy triều cũng ban cho lợi thế, nếu biết khai thác, cô giỏi sử địa thử luận cổ suy kim. Hãy nhớ xem các trận đánh nào tổ tiên chúng ta đại thắng quân Tàu nhờ vào thủy triều. Câu hỏi trúng tủ tôi đáp ngay. Có 2 trận, một vào năm 938 do Ngô Quyền và một vào năm 1288 do Trần Hưng Đạo. Cả 2 trận đại thắng đều nhờ vào thủy triều trên sông Bạch Đằng. Thủy triều đối với chiến thuyền hay chiến hạm đều quan trọng như nhau. Chúng tôi tuần tiểu hoặc tham chiến trong sông hay ven biển đều quan tâm đến thủy triều. Khi gặp nước rộng không để ý bị mắc cạn lại chết đứng như từ hải. Vậy thì làm sao thoát ra? Chẳng lẽ nằm đó là mồi ngon cho địch? Tôi ngạc nhiên khi nghe tiếng địch thoát ra từ chính miệng mình. Tôi đang đứng ở chiến tuyến nào mà gọi phe ta là địch? Giọng Cố Bằng êm ái thân tình. Câu hỏi gợi tôi nhớ một kỷ niệm thời mới ra trường. Trong chuyến công tác tuần dương bảo vệ lãnh hải Vũng Tàu, chúng ta đang tới. Tiêu lệnh của hạm trưởng là chạy lên hướng Bắc 4 tiếng rồi chạy xuôi Nam 3 tiếng. Nhằm mùa gió Đông Bắc biển động mạnh mà tàu thì nhỏ, nên đi phiên là cả một cực hình. Tàu chạy ngược sóng 3 tiếng, ói mỡ cũng cả 10 lần. Quá mệt mỏi tôi cho tàu quay đầu chạy xuôi sóng. Sau 1 tiếng khỏe khoắn tôi bàn giao cho phiên kế tiếp. Mưa xối xả nên không thể định vị, tôi cho vị trí phóng định. Tàu về phòng, lên giường. Là thiếp ngay, đang ngủ say sưa thì bị đánh thức. Nói hạm trưởng cần gặp tôi trên đài chỉ huy. Ông hỏi tôi, anh có theo đúng tiêu lệnh của tôi? Biết có chuyện tôi thành thật. Thưa, vì sóng to quá, không chịu nổi tôi chạy lên 3 tiếng và quay đầu chạy xuôi sóng. Khi đi tuần trên một trục nào đó, phải tăng thêm thời gian nếu bị gió ngược và giảm đi chạy xuôi. Anh chạy ngược mới 3 tiếng mà cho chạy xuôi thì tàu mắc cạn là phải rồi. Với cái lỗi hải nghiệp quá hiển nhiên, tôi đinh ninh là sẽ bị phạt nặng. Nhưng hạm trưởng chỉ nghiêm khắc cảnh cáo,
Bỏ bằng lặng thinh nhìn những lượng sóng tạt vào hông tàu như còn thấm thiết kỷ niệm đau thương. Tôi chợt nhớ anh chàng sắp lên làm hạm trưởng liền hỏi. Nếu là hạm trưởng đại quý xử sự thế nào? Tôi sẽ trả lời khi làm hạm trưởng, còn bây giờ ta đổi đề tài cho đỡ khô khan. Chưa được, đại quý để tàu mắc cạn nhưng chưa nói làm sao ra khỏi chỗ cạn. Rất may là lúc đó nước đang lớn nên 10 phút sau là lùi ra được. Nếu không thì phải chờ trọn chu kỳ thủy triều, nghĩa là hết trọng tới lớn là 12 tiếng. Chu kỳ thủy triều là 12 tiếng, đại quý dựa vào đâu mà có con số đó? Từ thời trung học cô đã biết rồi, Bỏ Bằng ngạc nhiên. Học mà không được hành như đại quý nên nhớ sao nổi? Tôi cười. Nhưng ít nhất cô hẳn còn nhớ các con số quen thuộc này, không kể số lẻ, quả đất tự quay quanh trục là 24 giờ. Quay quanh mặt trời 365 ngày, mặt trăng quay quanh quả đất là 29 ngày. Cả ba thiên thể này đều có lực hấp dẫn riêng. Chính lực các hấp dẫn đã giữ quả đất quay quanh mặt trời và mặt trăng quay quanh quả đất. Tôi còn nhớ, cũng chính lực hấp dẫn sinh ra thủy triều trong hấp dẫn thế nào và vì sao có hai lần thủy triều lên xuống trong ngày thì chưa thông. Chuyện thủy triều lên xuống cũng rắc rối như tình yêu, càng tìm hiểu càng rối mù. Vì vậy, tôi chỉ gợi ý vài điểm. Hiện tượng thủy triều là do sức hút của mặt trăng, mặt trời và lực ly tâm của quả đất. Mặt trời là định tinh đứng yên, quả đất quay quanh mặt trời một năm mới giáp vòng. Coi như đứng yên, mặt trăng quay quanh quả đất một tháng mới giáp vòng, cũng coi như đứng yên. Chỉ còn một yếu tố chuyển động là quả đất tự quay quanh trục giáp vòng 24 giờ. Tức là tại một thời điểm và địa điểm nào đó, nước trên quả đất bị lực hút của cả hai mặt trời và mặt trăng. Khi cả ba thẳng hàng sức hút mạnh tối đa, ta có thủy triều cao. Khi mặt trăng quay quanh quả đất đến ngày thứ bảy 24, góc của mặt trăng so với mặt trời là 90 độ. Hai lực triệt tiêu, thủy triều thấp. Võ Bằng ngưng nói nhìn tôi, gật đầu, anh chàng tiếp. Đây là lý do trong một ngày có hai lần thủy triều lên hai lần xuống. Khi nước chuyển động do lực hút của mặt này ở quả đất, thì mặt kia do lực ly tâm cũng chuyển động tương tự. Nói khác đi, tại một địa điểm chỉ cần 12 tiếng để tái lập mực nước cũ thay vì phải cần đến 24 tiếng, tức hai lần lên xuống trong ngày. Nhưng mực nước lớn rộng của ngày hôm sau không cùng thời điểm ngày hôm trước. Tôi thắc mắc. Đúng, vì chu kỳ mặt trăng quay quanh quả đất là 29 ngày, lớn hơn 28 ngày của 4 tuần trăng. Do đó thời điểm nước lớn rộng vào ngày hôm sau sẽ muộn 50 phút. Nhưng nếu không biết giờ nước lớn hôm qua thì làm sao biết hôm nay? Mỗi năm chiến hạm nào cũng được cấp một quyển sách gọi là bản thủy triều. Trong đó người ta tính toán sẵn từng giờ từng phút chiều sâu của biển ở từng nơi trên thế giới. Tôi còn đang bán tính bán nghi với nhóm từ từng giờ từng phút, thì Võ Bằng lại tiếp. Nói tới thủy triều, tôi nhớ đến câu hỏi của cô mà tôi bí hôm qua, thủy triều đã giúp tôi thấy vì sao ban đêm bầu trời đen tối. Tôi muốn nói với Võ Bằng là hạm trưởng đã giải thích nhưng thấy bất tiện nên đành im lặng, anh chàng tiếp. Hiện tượng tuần trăng cho thấy bầu trời đen tối không phải vì mặt trời lặn, mà vì mặt trời trả lại bóng tối vĩnh hằng của vũ trụ. Chúng ta biết khi mặt trời lặn, không có nghĩa toàn thể bầu trời của quả đất đều tối. Bầu trời tối ở nước này, nhưng bầu trời vẫn sáng ở nước kia. Khi mặt trời lặn, mặt trăng nhận ánh sáng của mặt trời phản chiếu vào vũ trụ đen tối. Mặt trăng gần quả đất, nhưng vì nhận ánh sáng chỉ một nửa bề mặt cố định, nên tùy vị trí trong thái dương hệ mà phản chiếu ánh sáng mờ hay tỏ. Các vì sao thì cách xa, nên chỉ đủ sức cho ánh sáng lấp lánh. Trả nợ câu bị bí rồi đó. Đã rồi, rất cảm ơn. Để tôi thử so sánh khác biệt giữa thủy triều và sáng trăng cho vui. Với thủy triều, bất kể mặt trăng nằm giữa hai ngoài trục thẳng mặt trời quả đất, ta có thủy triều cực đại. Với sáng trăng, khi mặt trăng nằm giữa ta có đêm 30, còn nằm ngoài ta có trăng rằm. Điều đáng nhớ, đêm 30 hay trăng rằm đều sinh thủy triều cực đại. Còn mực nước cao thấp trong ngày hoặc đêm mờ đêm tỏ là do trăng tròn, trăng lưỡi liềm, trăng thượng tuần, trăng rằm, trăng hạ tuần, trăng khuyết. Còn trăng tàn trên hè phố thì sao? Tôi cười đùa. Ê, thì đôi mình chia tay. Bỏ Bằng ngậm ngùi. Tôi cũng thấy ngậm ngùi, đúng là vài giờ nữa không bao giờ còn gặp lại nhau. Tiếng Bỏ Bằng đột ngột thầm thì. Cô có biết hai câu thơ này của ai không? Đưa người, ta đưa người qua biển. Lòng ta hòa tiếng sóng bập bùng. Võ Bằng tài thật, lúc nào cũng sẵn sàng tung ra thi ca để đánh động lòng người. Nếu chuyến đi kéo dài thêm vài ngày, chắc khó mà không sao xuyến. Nhưng hai câu thơ của ai mà nghe quen quen. Tao bật cười.
Thơ của đại quý nhại thơ thâm tâm. Đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sống ở trong lòng. Hè, cô nhại bén thật, đáng phục, rất đáng phục. Phải ông Phượng? Tôi giật mình, Võ Bằng cố tình bắt chước từ ngữ phải hôn của tôi. Nhưng không phát âm như ở thể nghi vấn, mà là mệnh lệnh cách. Tôi sửa tư thế sẵn sàng đưa tay chống đỡ, nhưng anh chàng chỉ cười. Nụ cười bước Lancaster rất dễ thương. Tự dưng tôi không kèm được câu hỏi. Theo tôi vừa được biết thì đại quý đã đưa tới ba người qua biển. Tiếng sóng nào còn bập bùng mạnh nhất? Bằng trầm ngâm rồi mỉm cười hỏi lại. Nghe cách cô Phận đặt câu hỏi xem ra tình yêu của cô vẫn đang bập bùng. Đại quý trả lời trước đi. Tôi gom cả ba bập bùng cũ mang tặng người qua biển thứ tư. Nghe như có gì chua xót trong tôi. Chua xót vì tôi là người thứ tư hay vì tôi không xứng đáng để nhận. Cho dù tôi không cho bom nổ, cả đời vẫn mang tiếng là tên khủng bố. À, đến lượt cô trả lời. Tôi nhắm mắt, nghĩ câu đáp, gió hâm hấp và nắng rát da. Tôi còn yêu hơn hay đã hết. Rõ ràng là nếu còn thì cũng trên đà tan tác. Còn yêu Võ Bằng, có thể tình yêu đang chớm nở cùng với tiếng nổ của quả bom. Thử nghĩ tôi bị vạch mặt là kẻ khủng bố. Liệu hạm trưởng có trừ khử con ác quỷ bằng cách ra lệnh ném tôi xuống biển? Võ nghệ của tôi hoàn toàn vô dụng trước bể cả mênh mông. Và rồi những con cá mập bô quanh, từng cú ngoạm banh da xé thịt, thân xác tôi cuối cùng chỉ còn là bộ xương, như bộ xương của con kình ngư trong ngư ông và biển cả. Tôi rùng mình, nghĩ mình thật dại đi, nghe lời Hân. Cứ tưởng tượng 2 năm tới, tôi vừa là nhà giáo, vừa làm vợ Hân. Vào lớp thì khuyên tuổi trẻ thật thà, về nhà thì nhận toàn lời dối trá. Lại còn tiếp tục dối mẹ dối cha rằng Hân là người thành đạt hiền lương. Tôi không thể là Phan Kim Phượng của Hân, càng không thể làm nghề giết người mướn cho lũ người gian trá. Võ Bằng vẫn nhìn tôi, kiên nhẫn chờ câu trả lời. Tôi nói, tôi đang chiêm nghiệm xem có phải đang như đại quý, là gom những rung động của tình yêu đầu để chuyển sang người đưa tôi qua biển lần đầu. Không rõ Võ Bằng có nghe trọn vẹn lời tôi không khi anh chàng độc ngọc nói to. Hàm phó nhận quyền chỉ huy. Võ Bằng nghiêng người ra ngoài quan sát qua ống dòm, có 3 thương thuyền chạy ngược chiều và 1 từ mạn tả theo hướng cắt ngang mũi chiến hạm, đâm thẳng vào 3 thương thuyền, cả 4 đều cùng cỡ và lớn hơn chiến hạm. Theo đúng sách vở, chiến hạm nhỏ nhất phải nhường lối, nhưng Võ Bằng vẫn thản nhiên quan sát. Một lúc khi chiếc thương thuyền cắt ngang mũi đổi hướng chạy cùng chiều, anh chàng mới ban lệnh cho tàu chết sang phải, nhường đường. Mắt tôi chợt dán vào tên Mỹ đang ngồi trên một trụ sắt bên mạn hữu, cặp kiến đen bất động trước trang sách phơi trọn nắng chiều gay gắt. Tôi băn khoăn liệu hắn có đang tìm hiểu lý do tôi có mặt trên tàu như hắn nói, và thiếu úy an ninh có đang theo dõi tôi. Nỗi lo lại tràn về, tôi tự trấn an là cho tới lúc này tôi chưa thấy ai có cử chỉ hay lời nói bất thường. Bản thân vẫn tự do đi lại, vẫn được ưu ái đối xử. Có tật nên giật mình chăng? Tập thứ 14 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tập cuối là tập thứ 15.